Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mình. Nhà chính quy sức to đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sang con game mới của chúng ta, Fatal Fury. Tiệm cà phê Pao Pao. Hello, gì đây? Cái kia Thua đi!
Mày mày thua đi. Ra biển thôi anh em ơi. À đù. Rồi trời tối hơn mẹ luôn rồi. Thank you.
That's how true people sound to quote, man. Nhất vật khó đánh nhất. Tung phu rô, tung phu rê. Happy Park. Why die? What the fuck alone, yeah? I can't win anybody. Trong cái nhìn vô trong cái này giống Sagat trong Street Fighter. Aro Anh ta uống lên tăng lực ơi.
Raiden. Thằng to con này Khai mạnh mạnh hơn mình nghĩ. Alo. No, no, please don't! Please don't! Aya! Yeah.
Perfect. Không mất tí máu nào. Perfect. Hoàn hảo. Không mất tí máu, mình không bị mất tí máu nào. Yeah.
Đang còn đấu với nhà ông này nữa. Một huyền thoại mới. Ok, như vậy chúng ta đã chơi xong game Tales of Phyria. Và những video sau thì mình sẽ làm rất nhiều con game khác đây, quý vị chờ đón nhé. Và nếu như bạn đã thích cái video của mình ngày nay thì hãy cho mình like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ mình nha. Để cho em động lực rất lớn giúp cho mình những cái video tiếp theo đấy. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn lại các video sau. Xin chào và gặp lại.